Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức gửi tới quý vị đại biểu, khách quý lời chào trân trọng nhất. Kính chúc quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, năm 2023 đã qua, chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của năm mới 2024. Để chào đón năm mới, cũng như chúc mừng sự kiện công bố giấy phép hoạt động và khánh thành Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt, một sự kiện lớn của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt. Và trước khi bắt đầu buổi lễ, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu chúng ta cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc cho các cháu thiếu nhi trường mầm non Hoa Hồng và cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt thể hiện. Vâng, kính thưa quý vị, mùa xuân tới, vạn vật sinh sôi, nảy nở, đua nhau khoe sắc, khiến con người trở nên tươi mới, tâm hồn rạng rực với những niềm vui mới, với hy vọng mới, ước mơ mới và với khởi đầu mới. Tiết mục đầu tiên, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Điệp khúc mùa xuân, sáng tác Quốc Dũng, trình bày tốc ca cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt. Xin trân trọng kính mời.